Thôi, được rồi, nó thơm rồi đó. Quá thơm rồi. Quá trời, nước ngập luôn rồi cả nhà ơi. Thôi cần đem lên chiếc ghe mới được, đây ngập quá trời, ngồi ăn không được. Tưởng đâu nó lên ít, ai ngỡ lên càng ngày càng nhiều rồi. Ngày nay càng nướng cuối, xong càng đem lên ghe ăn luôn. Có lít vụ nữa ha. Hello, cần xin chào cả nhà gia đình đi nha. Nay vẫn hiểu đi mà ngủ đêm cả nhà ơi. Mình nấu cháo cá chê ăn. Cần có đặt hai cá chê, cần có bỏ dưới xuồng. Mình đem theo. Nấu cá chê ăn để nước sáng tụi mình đi dặn con tôm. Nó rồi giờ mình chuẩn bị nấu ăn nha. Giờ trời cũng mưa cả nhà ơi, nước lỉnh bỉnh chân rồi. Quá trời mưa rồi. Trời mưa dột nữa. Ở đây ngủ đây được không ta? Được, chút nữa mình văng giống mình ngủ trên cây nè, ngủ qua cây này, chứ qua cây kia. Tôi nghĩ ngủ đây đã trôi mình luôn. Ừ, nước mưa dột quá chừng nè. Nhà này nó dột không sao chứ. Nó dột nhiều lên em dùm luôn nha nè. Giờ mình chuẩn bị đi nấu cháo em ơi. Ê. Tắm thớt để anh. Tắm thớt hả anh? Làm gì cơ? Em mặn cá. Em mặn ăn cá chê nè. Chứ có được mấy con cua nữa. Chút nữa mấy con cua đó mình bỏ vô cháo rồi mình canh cua hấp. Chửi rau không? Chửi rau anh ơi. Chà, chắc tối nay mưa lớn mình ngủ không được quá. Ngủ được mình thức luôn chứ sao vậy? Cái túp liều chanh này không ổn rồi, cái túp liều chanh hai quả tim vàng này nó dột quá rồi nha. Chịu thôi chứ biết sao giờ. Đừng bảo là gì thương em anh bằng lòng. Chịu thôi chứ biết sao giờ. Anh Cần ơi, à. Cái này có tá cạn Biển Đông được không? Không được em ơi, quá trời nước rồi. Ai kêu anh thương anh bằng lòng chơi? Này thì thương em anh bằng lòng tá cạn Biển Đông hả? Xong rồi đại gia đình ơi. Bây giờ nó ngập tới đây luôn rồi. Mình nấu cháo ăn. Nấu cháo cá chê cả nhà ơi. Chứ đừng có mới cua lát nữa ấy cua. Đâm vô bỏ vô cháo cho nó ngon nó ngọt. Quá trời. Tới rồi. Nó ngập quá thì ngập rồi. Này này làm như nước này nó lũ lụt. Nó phải lũ lụt nhưng mà không cái. Nước nó dâng cao quá. Cả nhà phải không? Bởi vì cá mắm tôm cua hải sản nó tràn về dữ vậy. Anh có khi nào nó ngập luôn cái đọt bằng này không? Không, đâu giữ là ngập luôn đọt bằng cái gì ta chết hết á. Ngồi chầm hởm luôn chứ sao giờ để ướt đít. Chắc ngồi chầm hởm rồi. Chầm hởm vậy. Cái giọng này, cái giọng lên.
Lần đầu tiên này chạy chạy qua cảm giác đuối luôn. Nước nè, ngập nè. Năm giờ mấy, 6 giờ hả cần? 6 giờ rồi. Tối rồi. Chắc chứ chút còn ngập nữa. Ngập nữa lên cao mà, ngập lên cao. Mình đang trong cái mùa lũ nha các bạn. Mùa lũ nó nước ngập nhiều lắm. Chút quân cho ngập nữa. Đây anh. Ở đây được rồi, để đó. Nước để nóng. U. Có khi nào cá nó bơi lên mình? Có. Cá cua nó bơi luôn. Vậy hồi mình bắt vô mình nấu cháo luôn. Ui, cái gì vậy? Bình, lục bình hả? Này là nồi nồi cháo nha cả nhà. Đồ củi treo lên trên đầu luôn rồi hả? À, quá trời. Đầu vừa cũng treo lên rồi nước ướt. Sợ anh sợ nó ướt cái gì chứ. Miếng nước đi Cần ơi. Được rồi, chút nữa mình cho thêm. Sao nó đặc á? Giọng chín rồi, tè, một me. Đây quá. Mưa lâm râm mà ăn cháo này ấm cực kỳ luôn á cả nhà. Ủa, nước mưa nó nhiễu vô đầu. Tức điều chanh này không ổn rồi, dột quá chứ dột rồi. Không sao đâu, nó dột, dột cái cơm nó hết rồi, lá nó nở rồi, nó hết rồi em ơi. À, lá nó chưa có lành nở, nở lá rồi. Biệt thự này còn mới là mưa dột, nào biệt thự bị cũ em rồi. Em biết không, lợp lá này nó chưa có nở lá ra, nó nở ra nó mới hết luôn, nó mới hết dột. Em thấy hương anh của chừng. Dữ không, hương dữ không? Hương bị lắm luôn. Cưng vô lây miếng không? Cưng vô lây. Đâu anh nhổ cái cây dạm cho em rồi. Cây vô lưng không? Em cưng vô lây anh thấy. Tự nhiên nước mưa dữ nè. Quá xá đã rồi hả Tư. Này bốn anh em mình ở trên đây luôn. Tối ngủ võng luôn. Tối ngủ võng luôn. Chút nữa, chút nữa mình gian võng như đây nè, ngang đây cây này với kia ngủ. Mạnh này nó tự che hăng đi ngang, dột thì tự lo liệu hăng đi nha. Nó muối cho nó hết nhất. Hàng cá chê nè. Chê này đặt lợp ở nhà. Mình đem theo. Để mai mai cần đi dân câu. Mai đi dân câu uống rồi, mai dân câu tôm, mưa bữa nay là mai tôm dữ lắm. Dạ. Trời. Nó cho cái này nấu bằng cái gì? Nè, nước ngập mà. Hồi cho tới cái chòi, ối lộn, cho tới cái hùng nữa đó. Đó trời, nước ngập rồi. Vợ con đâu thấy cảnh này. Cầm ly ống bụng cái này nó kia hả? Cần khi cá cả nhà ơi, quá trời nước ngập. Giờ cách này thôi ngồi chầm ấm bầm luôn. Vô vô rồi. Để bỏ này lên. Rồi, bỏ đảo lên đi. Nhắc cái nằm xuống thì sao không? Để em nhắc cái nằm nhất. Để đảo đi. Nhắc cái nằm xuống thì cá mới được. Anh về nơi đây. Thì thử của anh đó em. Lóc nơi như là biển đơn. Đâu hết với cửa rồi. Rồi, rồi. Gớp cho đũa lên bận thôi. Nè nó giặt cho thấy cảnh. Em cầm nắm hết cho được không để gớp. Không ai đây cho nó nóng. Được rồi. Đây đây em cầm cho. Được cái này đũa nước. Nấu ăn gì mà chuồng hết chuồng tơi tay. Muốn ngang ngang sống đánh vô á. Sống đánh vô mình á, cứ kẹp chân. Hai đầu gối. Cái chân thôi nó chơi cái nồng của anh mất tiêu nữa kìa. Cho nó nóng chảo lên mới được.
Trầm hở biết mỏi, mỏi bóp chuối quá. Chưa, để cho sâu chút nữa là được. Em bỏ rồi, xin muốn nghe mà nữa. Quá thơm. Cho xăng cá lại mới được. Này về chút mình chút vô nồi cháo thôi. Ừ, nó vàng thì miếng nồi cháo nó cũng rất quá. Ừ, mày gần lạc cũng nổng. Nó trôi á, nó nổi tới mức đó rồi. Ăn món nồi cháo gần chín rồi. Cua bình cạn. Cua này ở nhà cần đặt 12 thôi, cũng dính. Chấm muối tiêu, muối ớt. Ớt, này có lít rượu nữa ha. Nó nhâm nhi luôn. Quá chắc nước còn ngập lên nữa Cần ơi. Ngập nữa, nó ngập tới rồi bằng thuốc trên này. Nửa cái lu rồi anh ơi. Ừ, nửa lu rồi. Hơn nửa cái lu. Nó đâu cần giống được, đúng được. Cái này cái nhà nó ngập quá nhà ơi. Nhà mơi giăng câu là có lý đó. Mà mơi giăng câu không có là rồi, nhịn đói luôn, chết đói. Mơi cần sáng cần giúp hiểu giăng câu tôm sớm. Mình ăn uống mình ngủ ở cái trại này đi. Ngày mai em đi giăng từ. Ở bên đây cả nhà biết sao, bên kia là Đồng Tháp đó. Ở bên đây Tiền Giang nè. Nó cách con sông lớn lắm, bự lắm. Con sông Tiền to lắm. Vậy đó rồi lấy Út Hiểu về rồi làm sao? Thôi vậy thì đi câu cá câu tôm nuôi chứ giờ biết sao vậy. Thấy cảnh này chán không cô Út? Cô Út ơi, thấy cảnh này chán không? Không. Hiểu không chán hả? Hiểu vậy có lý à? Có lý hả? Anh nướng cua nè, lát em ăn nha. Lát anh dành cho em cái càng. Anh ơi, cháo chín rồi nè. Ừ, để đi em. Cứ nhừ rồi tắt bếp ga đi. Rảnh rảnh đâm chén muối luôn đi cô Tư ơi, cô Út ơi. Quá trời nước ngập luôn rồi cả nhà ơi. Thôi cần đem lên chiếc ghe mới được, đây ngập quá trời ngồi ăn không được. Tưởng đâu nó lên ít, ai ngỡ lên càng ngày càng nhiều rồi. Để cần nướng cua xong cần đem lên ghe ăn luôn. Quá trời ngập rồi. Nước quá trời lớn luôn rồi. Ngồi không được đâu. Ướt hết trơn rồi. Anh có đem cái gì vô đây chưa anh? Ủa, em đem yếu. Rồi. Em đem rồi, cái nồi cháo đem rồi. Quá trời nước rồi, thấy nước sợ luôn. À, cả gia đình thân yêu nhiều người thấy sông nước khoái. Dạ, thấy nước sợ luôn. Thấy nước sợ. Không nhận nước nhiều. Các bạn ơi, cái túp điều chanh hai quả tim vàng của anh Cần với cô Út nè. Bây giờ chỉ còn cái máy nhà và nước thôi chứ không còn gì. Cái sạp rồi dở lên luôn thôi, nó trôi. Ngon quá. Cái cá này mà ăn gì mà ngon. Rồi cái này mà hết điện hay sao đây, xíu chắc nó hết điện quá. Thấy nước khoái hả Cần? Vậy vui. Vậy vui không? Giờ thấy rồi cái máy lá không à? Cuộc sống mà vui lắm. Có con kia đó mà điều đó giản dị đơn giản. Anh ơi vô đây nè, ướt mỉnh dần anh vô đây nè. Ồ nghe cô Út nói chuyện gì nghe ấm liền ha. Ấm liền hết lạnh rồi. Ngồi vô ăn cháo đi. Bên đây. Khổ quá. Con gì nó kêu vậy ta?
Con cò em á. Con cò hả? Ừ. Ôi. Cả nhà gia đình yêu ơi, ở trên trên kia thì cái chòi thì nước ngập quá trời quá đất rồi, bây giờ xuống dưới này cúp điện ủa hơi điện, cái đèn nó hết điện luôn cả nhà ơi. Dưới đây có điện đâu cúp. Cái đèn nó hết điện luôn rồi, hết trơn luôn rồi, giờ cần đốt đèn cày ăn cháo đỡ chứ giờ không biết sao giờ nữa. Bác bếp ga lên em ơi, bác ga lên đi. Ừ, ga lên nè nè, rồi nó lên rồi đó, sôi rồi đó. Ừ, sơ cá thì cháo đặc, hơi đặc đặc vậy mới ngon nè. Để lấy thêm cái dĩa nữa, để mình hãy cá ra, hồi sáng sáng rồi đó. Còn miếng bia chơi luôn. Còn miếng chút xíu. Miếng chút xíu, và bật đi chút nữa nó tắt hả? Chút nữa là tắt rồi. Nó hết điện tự động tắt. Ừ, chút nữa nó tắt lại rồi luôn em ơi. Nó tắt là mình còn đèn cày. Ừ, nó còn đèn cày. Ui, sao chân mình. Cá chê nè. Ủa, cái đầu nó nãy em để nguyên con mà sao? Ừ, nó đây nè, sao anh không lấy cái giá này múc cho dễ? Có hành phi á. Có hành phi sao kìa? Có từ từ. Không, nãy em có để miếng hành vô trong đó nữa. Để lên mình cá cho thơm Út. Trời ơi, cá chê nó ngon. Cái dai. Nhưng mà nóng nhiều lắm mà nó không gã. Rồi. Hành phi để trong đây này cho nó thơm. Chút nữa là nó cực điện hay là gầu luôn. Anh đưa chén đây múc cho. Nè, à, múc giùm anh miếng cháo. Còn cái đầu đó nè. Ông cái đầu là quá trời đầu. Mưa cả nhà ơi, dưới nước ngập quá trời ngập luôn. Mưa dưới nước ngập. Uống rượu mới đã. Mưa mũ. Là lôi cho rượu ra. Ừ. Anh có ăn dao để vô không? À, em ăn dao. Mang bông điện điển với cái này bà mình ăn bông điện điển với rau má. Với mà cái gì? Rau đắng đồng. Ui. Rồi, cháo này ấm nó nóng. Từ vô đây ấm chưa Tư, nãy ngoài thấy Tư gung cầm cập chứ. Ấm rồi, nãy ngập lạnh nước, lạnh quá chứ mưa nữa. Mưa nữa, anh dầm mưa luôn. Biệt thự cặn dột quá trời cả nhà ơi. Dột quá trời dột rồi, giờ ít hơn nó cần sửa sang chỉnh tề rồi không được. Ngủ thôi, cho con cháo đi em. Bước ra lại chút cho nó sôi sôi nó nóng, ăn cho nó ngon mới được. Để cho rau nó chín, cùng à. Sống mặt bụng mặt bụng. Sống mà gió nãy gió ít lời đó mấy họ lúc đang chuyển gió dữ dằn gió lớn nữa giờ này bớt gió rồi nè em thấy mây hồng hồng à. Chắc hết mưa đó cũng còn ngâm lai gai đó rồi hai đứa vô mình vô hả? Nha thằng xin mời thằng xin mời cả nhà gia đình yêu nha Út Hiểu xin mời cả gia đình thân yêu của Út Hiểu và bên Khói Bếp nha này có cua găng cua nướng nha cả nhà chứ hai cái chê đó ăn cái chê nhỏ chứ cũng không bự nữa tại vì cần đặt lợp ở trong mương cần á hết luôn đi cho nó ấm hết luôn hả rồi hết luôn trời ơi cần ơi. Chưa Út Hiểu nha em muốn rượu ngọt cái ghê không cần xin mời cả nhà định cháo nha ăn cháo cá chê Út Hiểu xin mời cả nhà ăn cháo cháo cá rau đắng với lại rau má với bông điên điển với Út Hiểu nha vừa khói nghỉ Út ngon ha cháo ngon ngọt cá ngọt thời gian đêm được ngon em à cháo vậy ngon đi về cái này có quá bùn ngót nữa để vô ngọt thì thôi luôn tại, tại mình không có bùn ngót có bùn ngót nữa ngon em ăn cá không dễ nhà miếng cá à rồi nó dài nè nè nãy muốn cháo dành dành giả mình dễ miếng cá đó ừ, nó lên dài mình xin mời cả nhà gia đình nha cá chê chấm nước mắm tính ăn dưới mát mà gì thua ha con hồi nãy anh hỏi em gì anh quá thấy cảnh đó. Gì chán không anh Đạt thấy cảnh nước gì chán không không tại trưa ba mẹ em cũng lên đên giống gì nè nhỏ em nhỏ xíu em cũng ở dưới ghe giống gì nè dưới xuồng chứ không được cái ghe nữa cùng nhỏ xíu mẹ ơi, nó khổ lắm. Đi bán ghe hàng. Cả nhà nói em cuộc sống về em không sống nhưng mà hồi nhỏ em từng sống qua mà. À, mình cũng từng trải anh cũng vậy mà. Hồi xưa cái nhà biết sao có chiếc chuồng nhỏ mà mình lợp ba cái tre á, đâu có dán đầu lợp. Dạ. Tre mình lợp mình làm cái sạp. Trời ơi, rồi em thấy mưa rồi phải chảy mũ nữa. Hồi xưa em nhớ lại.
lúc em còn nhỏ xíu luôn. Anh Vinh mời cả nhà gia đình nha. Cái gia chắc mình Vinh cần sẽ hứa các bạn sẽ qua bên nhà của Út quay cảnh bên đó cho các bạn xem. Ở đâu nói anh cảnh đi mà quẩn anh ra ngoài ngày anh thoải mái đi lên nam em. Dạ. Này giống trung thu mà. Này thấy giống rồi đó. Nay trung thu muộn đi. Bữa nay là quá muộn rồi. Nay muộn lắm à. Thôi đi, trung thu muộn em đừng buồn nha Út. Dạ. Ừ. Như trung thu muộn mình muộn có 2 ngày à. Mình ăn cháo với ghe về đêm ơi. Không sao đâu. Muộn muộn nhưng mà cũng vui được rồi. Miễn sao em vui được rồi. Miễn có anh là vui rồi. À. Làm ly rượu nha, nói hay quá. Tình cảm lắm biết à. Sơ hở là nhậu. Sợ hở thôi không rượu à. Cả nhà biết sao không? Vậy khi giờ ghiền rồi. Gì? Tao muốn ghiền rồi chứ nữa. Vô. Mời cả nhà nha. Mời đại gia đình thân yêu của Út nha. Nãy giờ tôi thấy không hợp lý rồi đó. Hả? Anh Hiếu, Hiếu kìa gà mẹ. Nãy giờ tao không chịu. Ăn cái này, ăn cái đi. Nãy giờ cây gà men cũng lạnh lắm à. Chứ không có mà sung sướng gì đâu. Mưa rồi nước ngập. Lót cho cây gà men tôi ly rồi. Rồi cái gì hợp lý à, hợp lý uống ly. Hợp lý cái uống ly. Hợp lý uống ly. Đây. Từ có thấy hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý mình uống ly. Rồi hợp lý đó, hợp lý uống ly. Hợp lý uống ly ha. Rồi. Ăn cháo đá đủ hồi hộp hết rồi. Nó đã nó ngon. Vô. Nó đắng vô. Đầu. Vô coi game ơi. Vô. Mời đại gia đình nha. Nè. Mời cả nhà. Uống chén cháo. Múc chén cháo cho cả gia đình. Hai chén là đủ nè. Em nói đó em. Trời ơi, cái chén đựng xương. Ờ múc cho cô Tư trước đi. Cô Tư lạnh. Múc hai chén đi em, múc hai chén. Lạnh mà uống vô ly rượu nghe nóng người ghê luôn anh. Ê phan em, bỏ tí gạo dưới nè. Đúng rồi. Ừ đó, bỏ tí gạo dưới. Ui, quá rồi. Hết rồi, hết rồi. Còn mấy bông nguyên điển cả nhà ơi. Tại vì mới nãy hồi chiều cần có lũ vô chỗ kia cần hái mà nó tàn hết trơn rồi. Nó không có còn tốt nữa. Đừng có nhiều quá ăn gì đủ. Sao hay vậy quá à? Hay chọc tôi quá à? Thấy vậy chứ không nhiều đâu. Anh cầm giùm em nha. Rồi cảm ơn cô. Thấy gì chứ ngon lắm anh. Để cho chị rau ít thử. Ít rau ok, bán ít rau. Em biết không? Ăn nóng này nè, mùa hôi nó ra nó đã. Cháo nóng á, Út múc nửa chén được rồi. Nửa chén được rồi. Cháo nóng. Cháo nóng dài. Coi nè, cái mồ hôi hột. Lượm mừng cô thế cần không không cần. Để tôi ăn cua dẻ ăn cá. Dẻ ăn cá cho caramel cái nè. Rồi đưa cho cô Tư đi. Còn đứa nào không vậy? Còn đó hai đâu bên kia. Được rồi, có bên đây có rồi. Cá rồi. Con cua này nướng ngon lắm. Anh ăn con cua ngốc. Rồi anh ăn đi. Đâu lột cho cô Út con coi. Anh lột cho em con. Em ăn con này đi. Nữa anh ăn con sao lột cho. Nè tặng em cái càng đó, càng bự đó. Càng kinh đó, cái này cứ lộn mắt hết con càng này. Mấy con cua rồi cả nhà ơi. Ủa con... ngoài sao em có hủ tiêu đó không cô? Em có. Cho anh mượn hủ tiêu thôi. Rồi cảm ơn em ăn đi. Tiêu bỏ vô áo cũng ngon á. Bỏ cho cô Tư nha cô Tư. Dạ rồi, cô nó ngọt quá à. Được chưa? Rồi, cảm ơn anh nha. Ăn cua cái gì nó ngon cảm ơn thì không cái đi. Hả nè, có không cả nhà gia đình nha. Ăn cua nè, em chỉ cưng ăn miếng thôi à, chứ là em không có hôn em cưng á. Cưng vô đâu chị? Cưng vô đây. Nó ngọt, cua ăn nó ngọt đâu. Ngon em á. Nó giòn gập gập luôn anh ha. Cua nướng nó vậy, nướng nó ngon lắm. Cua này gan me nữa. Thôi gan me nó cũng ngon mà ít quá cả nhà. Mấy con à? Mấy con cần sẵn lửa mình nướng luôn. Ôi có gạch nè Tư. Quá ngon nha. Ăn làm cháo thì mới được. Quá ngon. Đổ mồ hôi rồi, cần đổ mồ hôi rồi. Quá trời đổ mồ hôi. Cháo làm gì mới ngon nè. Đó. Sạch sạch rồi đừng có. Này tôi chừng có chừng 30 trái thiểm rồi bầm rồi tôi bỏ vô cái nữa. Ăn cay. Ăn cay quá mấy người. Cá rồi mà anh nấu nãy giờ, em nấu nãy giờ mà không nó không ấy luôn á Út. Không chín luôn anh. Không phải, nó không gã. Dạ. Anh xin mời cả nhà gia đình nha. Cá dài ngon rồi. Ăn đỡ.
ngon quá. Chén thứ hai. Chén nãy giờ anh thấy là chắc thứ năm rồi đó chứ hai gì. Anh nói vậy chứ hả? Anh thêm quá. Bớt cái chuyện mình lại đi nha. Ở cả nhà gia đình đi quay. Cần Vũ Biểu cũng ăn cháo cá xong hết trơn rồi, giờ cần lên cái chòi để chừng nào nước nó rút á cần văng võng ngủ nha. Ngủ dưới ghe luôn, sáng mai tụi mình đi đi mà văng câu tôm nữa. Rồi Trần xin chào cả nhà gia đình thân yêu nha. Kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào. Thank you.
xin tạm biệt mọi người.